Baby bus. Người bảo vệ, có một trận động đất và mọi người đang cần sự giúp đỡ. Hãy nhanh chân và giúp đỡ người khác. Trước khi đội cứu hộ đến khu vực thảm họa, họ phải tìm hiểu rõ tình hình thực tế để chuẩn bị công tác cứu hộ. Cả nhóm, hãy theo mình. Momo, nhiệm vụ của cậu là vẽ bản đồ khu vực thảm họa. Ok, trước tiên mình sẽ sử dụng máy quay không người lái để chụp ảnh tình hình khu vực thảm họa. Bây giờ, hãy khởi động máy quay không người lái nào. Kéo vị trí trung tâm và xác định vị trí mục tiêu của bạn. Một bức ảnh sẽ được chụp khi bạn xác định được mục tiêu của mình. Đây là những bức ảnh do máy bay không người lái chụp. Những hình ảnh này sẽ tạo thành một bản đồ hoàn chỉnh khi được đặt cùng nhau như trò chơi ghép hình. Bản đồ đã sẵn sàng, tuyệt vời! Nhìn từ bản đồ này, có thể thấy được nơi đánh dấu bằng lá cờ đỏ là gần nhất với tâm chấn của trận động đất và thiệt hại ở đó là nghiêm trọng nhất. Chúng ta hiện đang ở nơi được đánh dấu bằng lá cờ màu xanh dương. Chúng mình cứ đi dọc theo con đường này là sẽ tới khu vực thảm họa. Đội trưởng Kiki, bản đồ khu vực thảm họa đã vẽ xong. Làm tốt lắm Momo, chúng ta hãy khởi hành theo bản đồ này nhé. Ôi chết, có một vụ lở đất ở phía trước, xe cứu hộ sẽ không thể đi vào đó. Không còn thời gian để lãng phí đâu mọi người, hãy chọn những dụng cụ cứu hộ nhẹ hơn và mang đến khu vực thảm họa nào. Hãy giúp mình tìm vị trí các dụng cụ cứu hộ này nhé. Dây thừng, kìm cắt, bộ dòng dọc. Đây là những dụng cụ cứu hộ mà mình muốn mang theo. Cưa điện, cán gập, đòn bẩy. Hãy giúp mình tìm vị trí các dụng cụ cứu hộ này nhé. Máy dò quan học, mặt nạ bảo vệ, bộ dụng cụ y tế. Mình muốn mang theo những dụng cụ cứu hộ này. Xà beng, máy khoan đá, xẻng sắt. Làm tốt lắm, chúng mình hãy khởi hành đến khu vực thảm họa ngay nào. Chúng ta sẽ đến trung tâm của khu vực thảm họa sau khi băng qua đường hầm này. Hãy nhớ giữ an toàn nhé, đi thôi. Nhấn vào đây để chạy về phía trước. Có dư chấn, mọi người hãy nằm úp xuống. Có dư chấn, mọi người hãy nằm úp xuống. Ôi.
cẩn thận, bạn phải nhảy qua chướng ngại vật. Có dư chứng, có như hãy nằm úp xuống. Cẩn thận, bạn phải nhảy qua chướng ngại vật. Có dư chấm, mọi người hãy nằm úp xuống. Chúng mình sắp đến nơi rồi, cố lên. Có dư chấm, mọi người hãy nằm úp xuống. Chúng mình đã ra khỏi đường hầm rồi. Các bạn làm tốt lắm. Nhanh lên nào, hãy theo mình vào khu vực thảm họa. Thật tuyệt vời. Cuối cùng, bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ trước khi cứu hộ bằng họ nỗ lực rồi. Đây là huy chương vững càng dành cho bạn. Cố lên. Cứu hộ tại trường học. Được cứu hộ, hãy đến cứu chúng tôi đi. Hô hô đã mất tích rồi. Hô mai mai, chậm lại một chút. Điều gì đã xảy ra với hô hô vậy? Hô đã bảo các em hãy đến một nơi an toàn khi động đất xảy ra. Nhưng cô phát hiện ra hô hô đã mất tích và cô chỉ có thể tìm thấy chiếc mũ của cậu ấy. Xin đừng lo lắng. Chú chó nghiệp vụ có chiếc mũi rất thính và chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy hô hô. Chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy gì vậy? Dẫn cả nhóm đến xem nhé. Chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy gì vậy? Dẫn cả nhóm đến xem nhé. Chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy gì vậy? Dẫn cả nhóm đến xem nhé. Hãy dọn các chướng ngại vật nhanh nhất có thể. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy gì vậy? Dẫn cả nhóm đến xem nhé. Dường như có gì đó ở đây. Có ai ở đây không? Mình ở đây. Bạn có phải là hô hô không? Mình là hô hô, xin hãy đánh cứu mình. Đừng sợ, hô hô, bạn có bị đau không? Ôi, ở đây tối quá, mình không thể nhìn thấy gì cả, chân mình đau quá. Giỏi lắm hô hô, hãy ở đó thêm một lát nữa và đừng khóc nhé, chúng mình sẽ cứu bạn ngay thôi. Đầu tiên, chúng ta phải mở một lỗ hổng ở trên tường, đưa cho mình chiếc xà beng. Đặt đòn bẩy vào trong. Đặt đòn bẩy vào trong. Nâng đòn bẩy lên một chút. Ồ không, có khối bê tông đang cản đường. Chuẩn bị để phá vỡ khối bê tông. Đ
Đừng sờ hô hô, chúng mình đến nơi rồi. Đầu tiên, hãy lau mặt đi. Uống nước nhé hô hô. Ôi, đau quá. Ôi, có lẽ hô hô bị gãy chân rồi. Hãy bắn bó trước khi di chuyển. Ổn rồi, giờ chúng mình sẽ đưa bạn ra. Tuyệt quá hô hô, giờ bạn an toàn rồi. Hô hô, bạn có thể cho chúng mình biết cách bạn bảo vệ mình trong trận động đất không? Việc đó xảy ra trong giờ thể dục, mình cảm thấy không khỏe và đã ở một mình trong lớp học. Trận động đất bất ngờ là mình rất sợ. Mình nghe lời cô giáo, lấy cặp sách che lên đầu và nấp dưới bàn học. Xung quanh tối mịt và chân mình rất đau, mình đã rất sợ hãi. Và sau đó, mình nhớ lại lời cô giáo nói rằng không nên khóc hoặc hét lớn. Thay vào đó, mình cần cố gắng giữ sức, bởi vì cuối cùng sẽ có ai đó đến cứu mình. Bạn đã làm rất đúng hô hô, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nhiều lắm để cứu hộ. Các bạn đã tìm được hô hô bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm. Đây là huy hiệu dũng cảm dành cho các bạn. Cứu hộ tại nhà máy.